như lời hứa của Giang Hồng Ngọc thì bây giờ cô gái ấy đã đứng ngay gian bếp của chương trình rồi. Không biết là Giang Hồng Ngọc ngày hôm nay sẽ chia sẻ bí quyết nấu món gì đây? Dạ, em xin được chia sẻ với chị Thanh Ngọc cũng như là tất cả quý vị đang xem chương trình Tận Hưởng Cuộc Sống. Đó là một món ăn tôm kho thịt kiểu Huế. Tôm kho thịt kiểu Huế. Tại sao lại là tôm kho thịt kiểu Huế? Cái mang tên của nó là kiểu Huế nhưng thực sự ăn rất là miền Nam dân dã. Và đặc biệt đó là nó mang kiểu Huế ở đây là vì nó có sử dụng mắm rút Huế ở trong này. Không phải đợi chờ lâu nữa tại vì Thanh Ngọc cũng đói lắm rồi. Mời Giang Hồng Ngọc hãy giới thiệu nguyên liệu để làm nên món này. Thực sự thì món này thì nguyên liệu cũng không có khá phức tạp. Gồm có 3 lạng thịt ba rọi. Thịt ba rọi thì quý vị tìm mua ở các chợ thường thì sẽ có. 3 lạng tôm sú, những nguyên liệu còn lại như là đậu rồng và dưa leo để mà kèm theo cho chấm kèm. Và tiếp theo đó là một trái ớt sừng cây và một ít đầu hành và hành lá. Và những nguyên liệu như là hạt nêm còn lại là tỏi bằm, một chén mắm rút Huế và ớt bột cay và nước mắm. Bây giờ là thịt ba rọi em sẽ cắt ra để quý vị có thể thấy được cái miếng lát thịt nó nhỏ như thế nào để mình vừa ăn hơn. Thế tài nghề nấu ăn của Giang Hồng Ngọc có vẻ rất là khá. Như vậy thì ở nhà chắc là Giang Hồng Ngọc đảm nhận vai trò nấu ăn trong gia đình hay là sao? Dạ, nếu như có thời gian hơn á, thì em thường là rất là thích nấu ăn. Cho nên là một tuần này chắc cũng khoảng 3-4 ngày em sẽ vào bếp. Ồ, như vậy là giỏi hơn chị Thanh Ngọc rồi. Vì em bẩm sinh là em rất là thích nấu ăn nữa. Cho nên là rất là thích vào bếp và mỗi buổi sáng hàng ngày để nấu cho gia đình ăn buổi cơm trưa. Bây giờ là em đã cắt thịt xong rồi. Bây giờ đó là công đoạn quan trọng là công đoạn ướp. Thì em sẽ cho thịt vào một cái tô để mình có thể dễ dàng ướp và trộn đều lên. Trước tiên thì em sẽ cho 2 muỗng mắm rút Huế và 2 muỗng đường nhỏ để cho thịt và tôm nó được bớt lại cái chất nồng của mắm rút hơn. Nước mắm để nó thấm hơn ạ. Sau đó chúng ta sẽ trộn lên. Có trộn chung tôm này không? Dạ không, tôm sẽ ướp riêng một tô nữa ạ. Tôm thì cũng ướp tương tự như vậy. Nhưng mà nước mắm thì cho khoảng nửa muỗng thôi ạ. Thực sự món này thì rất là cay nhưng mà ăn với đậu rồng và dưa leo và cơm trắng thì lúc đó thì cái vị cay sẽ không còn nữa. Bây giờ đậu rồng với dưa leo có phải sắc ra không? Để chị phụ dạ, cho. Dạ, phải sắc. Nha. Chứ đứng không quá ngứa tay quá. Sắc xéo nhưng mà sắc nhỏ thôi ạ. Sắc xéo mà sắc nhỏ thôi. Dạ. Bây giờ chẻ củ dưa leo ra làm đôi. Dạ, chẻ củ làm đôi. Và điều đặc biệt là mọi người chú ý là cái này mình phải trộn cho thật là đều á. Cái mắm rút và cái gia vị á, mình phải đều thì nó sẽ khi mà vào nó sẽ không bị đóng cục là nó không có bị chỗ ngọt chỗ mặn. Sắc dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ sắc dưa leo xong rồi, giờ chị sắc dạ, đậu rồng luôn. Đậu rồng, đây chị Ngọc để em sắc cho. Và ớt sừng á thì sẽ có một trái thì chúng ta sẽ dùng nửa trái thì sắc theo cái một cái chiều dọc ngang á, rồi xong đó chúng ta sẽ dầm ra, đập ra cho nó nhuyễn hoặc là để như vậy luôn cho đẹp cũng được ạ. Đầu hành thì em cũng sẽ dùng cái phần đầu hành ở trên này để mà đập nhuyễn nó ra. Và hành thì em sẽ sắc nhuyễn, thật là nhuyễn ra để mình bỏ vào sau cùng. Chúng ta để cho nồi nóng hơn một tí thì bắt đầu sẽ bỏ dầu ăn vào mà lửa cũng vừa phải. Dầu ăn thì chỉ cần dùng 2 muỗng cà phê nhỏ thôi chị, tại vì một lát nữa chất thịt nó sẽ ra. Phi tỏi thì cũng không nên quá vàng, vừa phải, để vì bỏ thịt vào phi nó sẽ còn vàng hơn nữa. Cho thịt vào thì đó rất là dằn. Cho thịt vào thì khi mà thịt mình phải để cho nó săn, thịt săn thì lúc ăn nó sẽ không có bị ngán mỡ. Và để đỡ dăn hơn thì cho một chút xíu nước, xíu vào thôi.
Thì sau khi thịt mà chị cho vào khoảng xào qua xào lại khoảng chừng 4 phút á, thì bắt đầu em mới bắt đầu cho tôm vào. Nghe cái mùi nấm mắm ruốc bắt đầu nó dậy lên rồi ha. Dạ. Ở nhà mình á, mà mình nấu món này xong là chắc là mình phải có cái máy hút khói chứ. Dạ, hả? Phải có máy hút khói ạ. Hoặc là bếp của mình phải thật là thoáng. Khi cho tôm vào vậy thì em sẽ cho thêm nước. Không cần đợi con tôm nó vàng là mình đã cho nước vào rồi. Dạ không, tại vì khi có nước á, thì cái chất tôm nó sẽ không có bị bỏ. Còn mình cứ xào vậy hoài một hồi là con tôm nó sẽ bị nát, bắt đầu nêm gia vị lại. Thì sẽ cho khoảng nửa muỗng nước mắm và một muỗng mắm ruốc, muỗng cà phê nhỏ, nửa muỗng đường và tiêu thì tùy vào khẩu vị của mọi người ăn cay hay không. Ta cho ớt bột vô luôn hả? Dạ, ớt bột. Ớt bột thì sẽ rất là cay cho nên là cho vừa vừa thôi. Dạ, thường thì nhà em ăn thì sẽ có một muỗng nhỏ thôi. Để mà lấy cái hương vị. Giai đoạn nữa là em sẽ bỏ cái đầu hành vào. Cái này mình nấu khoảng bao lâu thì chín hết hả em? Phải 20 phút. Tại vì để cho nó sắc lại thì cái nước nó mới ngon. Cái nước nó phải sền sệt lại. Dạ, đúng không? Thì mình chấm với lại đậu rồng và dưa leo thì nó mới ngon. Dạ. Thường thì Thanh Ngọc thấy là nấu xong rồi bắt xuống mới bỏ hành, bỏ ớt vào. Sau cái này mình bỏ ngay trong lúc nấu luôn. Vì như vậy thì cái hành một chút xíu mình sẽ bị mất màu xanh. Dạ không, thơm nữa. Vì cái món này là không có cần phải hành màu xanh giống như là tất cả mọi món. Thì bản sinh nó là mắm ruốc, nó sẽ có rất là mùi tanh. Nếu như ai ngửi không quen thì sẽ rất là khó ăn cái món này. Cho nên là hành và cái đầu hành em cho bỏ vào ngay chính giữa khúc mình làm, để cho cái hành nó thấm và lúc mình ăn mình sẽ ăn được luôn. Mình sẽ không có bị nhờn nhợn cái chất sống của hành nữa. Và cái ớt sừng em bỏ vào lúc này là để cho cái vị cay của ớt sừng nó ra và cái màu của ớt sừng nó đẹp hơn. Là khi mình bỏ vào cuối cùng. Sau đó thì khi mà nhắc xuống thì cho ngò lên hả? Dạ, khi nhắc xuống thì ngò ra giùm cho dạ, em luôn dạ. Ha. Cái này thì phải để cho nó thật là rút thì thịt và tôm nó mới hòa quyện với nhau, ăn nó sẽ ngon hơn là chị vừa bắt lên mà mình nhấc xuống liền. Hình như chị thấy nước sắc lại rồi đó Ngọc. Dạ, ơi. Bây giờ là lúc hoàn thành mà chỉ là ăn thôi đó chị. Bây giờ tắt bếp ha. Dạ. Mình múc ra đĩa. Rồi, dạ. Đây. Và em xin nói thêm là cái này mình sẽ không có cần phải làm một nước tương hay là làm một cái gì ớt gì nữa, vì bẩm sinh cái này đã có độ mặn và độ cay đậm đà rồi. Dạ. Không cần phải thêm nước chấm khác nữa. Dạ. Rồi. Và mình sẽ rắc ngò lên cho nó đẹp hơn. Ngò cũng thơm. Có tiêu cho ngọt, có hành cho thơm. Còn ngò thì không biết sao. Rất là thơm. Như vậy là thành phẩm của chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình chỉ còn thưởng thức thôi. Đói lắm rồi. Yeah. Đưa ra đây nha. Chị bưng dĩa này. Ngọc thấy sao ạ? Rất là ngon. Vừa ăn dạ. Có độ cay. Có độ cay rất là vừa miệng nữa, không có cay quá. Dạ. Mà cũng vừa đủ để mà kích thích cái vị giác của mình. Dạ. Còn mắm ruốc thì cũng thoang thoảng đâu đó nhưng mà không có nồng nặc quá để dạ, mình bị khó tan. Chịu. Dạ. Đậm đà cái hương vị của Huế. Thịt thì rất là mềm. Dạ. Tôm thì lại dai dai bởi vì mình đã lựa được những con tôm rất là tươi. Dạ. Và khi mình nấu thì mình cũng không có xào xóc nhiều quá để mà bị nát ra. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay chị học thêm được bí quyết này, rất là cảm ơn em. Ngày hôm nay chị về nhà sẽ trổ tài nấu món này để mà đãi gia đình của mình nữa. Dạ. Rất là ngon. Quý vị thấy đó, Giang Hồng Ngọc vừa hát hay, vừa xinh đẹp,
mà lại còn đảm đang trong công việc bếp núc nữa, và còn biết quan tâm đến những người thân của mình, những người xung quanh nữa. Quả là một người phụ nữ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn chị Ngọc đã thưởng thức món ăn của em, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả từ nãy đến giờ đã theo dõi em qua những cái talk show và những cái hướng dẫn món ăn của em do em chế biến. Và em hy vọng là quý vị có thêm nhiều món mới hơn nữa, và đặc biệt là những sản phẩm mới của em ra sẽ được quý vị càng ngày càng đón nhận và yêu mến hơn nữa. Cảm ơn Giang Hồng Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình. Và thật sự là qua chương trình này thì mặc dù đã quen biết với Giang Hồng Ngọc cũng khá lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay phát hiện thêm nhiều tài lẻ của Giang Hồng Ngọc nữa. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Giang Hồng Ngọc và chương trình Tận Hưởng Cuộc Sống.